Rồi, mình xin chào các bạn ạ. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách thức mình làm mới cái đầu gỗ tách mình sử dụng mãi mãi nha các bạn. Mình chỉ cần mua một lần thôi là mình sử dụng mãi mãi luôn đó. Không cần phải mua nữa, mỗi một lần mình tha mua là 80k rồi cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Cái đầu này muốn cháy rồi. Nó hút lâu nó cháy rồi. Nó hút kiểu nó có mùi. Đó, các bạn thấy không, khói nó ít nữa nhưng mà cái mùi nó khét khét, nó không còn cái mùi dầu của nó nha cả nhà. Thì các bạn xem và làm theo mình nha, mình bảo đảm luôn, hút lên vị tuyệt vời luôn cả nhà. Mình tốn có mấy mấy nghìn là mình đã được cái nguyên cái đầu mới lại bình thường rồi này. Bây giờ thấy không, đó, cái số ohm của nó là 0,6 ohm nha. À, cả nhà, mình cố gắng lấy nét cho cả nhà xem nha. Cái cam mình cùi quá đó, cả nhà thấy không? 0,6 ohm. Nó tương đương với 0,6 ohm nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Đó, 0,6 ohm. Cái này mình mua về mình thay nha cả nhà. Nha, các bạn nào không biết thì comment cho mình dưới phần bình luận nha, mình sẽ chỉ các bạn mua nha. Còn các bạn nào biết rồi thì bỏ qua giùm mình, mình cảm ơn ạ. Bên trong thì gồm có cái mạch điện, cái dây điện trở nha cả nhà, nó dây điện trở đó. Cái dây điện trở này 0,6 ohm nha, mạng lưới nha cả nhà, hút cực bền luôn. Thì cái video trước thì mình có chia sẻ cách mình thay cho cái đầu Agot G Podkit nha cả nhà, của hãng Po. Bây giờ mình thay của hãng Asper của thằng Gotech. Nó cả nhà thấy không, nó dầu nó đen cả đó đó cả nhà, mà nó bền lắm nha mọi người. Mình hút là cả khoảng gần một tháng luôn đó, mình thay cái coi dòng coi này hút cả một tháng đó là nó mới hư đó cả nhà. Mà mình mua một bịch như thế, một hộp như thế thì có mấy mươi ca, mình thay mình hút đấy đến bao giờ nó mới hết, đâu phải tốn tiền nữa. Các bạn thấy nha, đó nó có cái gảnh nha cả nhà, nó cả nhà sọt vô cái gảnh nha. Đây đầu tiên mình phải lấy hai cái chân đế ra trước nha cả nhà, để mình cố gắng lấy cái nét lại cho cả nhà xem ha. Đây các bạn, đó mình lấy nét cho sáng sáng, ui quá chói vậy. Rồi vừa vừa đó. Đó, các bạn thấy không, nó có cái khe đó. Các bạn lật lên là các bạn thấy cái khe đó, chân chỗ mình chỉ nè đó. Các bạn chọt cái nháy, các bạn lách nhẹ ra. Mà trong khi các bạn lách thì các bạn phải chỉ cái tay lên nha, để nó bay cái miếng dính ngay cái chân cái điện đó, nó bay đi mất tiêu là rồi đó, ăn chuối luôn đó. Là đi mua đồ mới luôn 80k. Còn mình cười khửi khéo thì mình vẫn xài hoài. Đó, các bạn thấy không các bạn, đó chậm vô đó, mình khều nhẹ nại nhẹ nha cả nhà, nại nhẹ nha, chứ đừng có lách mạnh đó gà đó các bạn. Cái đầu nó như là cái này, để mình đưa lên cho cả nhà xem. Đó, cả nhà thấy không, một miếng thì bằng đằng nấy, còn có cái chân đưa lên mình nhét vô cái lỗ đó các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ cạy một chân phía bên đây nữa nha, rồi chân đó ra đó. À, cạy bên này ra, các bạn nhớ là mình cạy ra trước nha cả nhà, để ra mình lát mình rút ra ngoài rồi mình cạy nó rất khó, bị nó nhỏ mình chặn tới luôn được, còn nằm trong đây thì mình dễ cạy, nó dài mình cầm nó rất là dễ. Các bạn nại rất khéo khéo nha cả nhà, để nó búng mất tiêu là mệt ạ, là 80k đó chứ không còn mấy ca đâu nha. Rồi mình đã lấy ra được hai cái đế của cái đụng hai cái chân cái mạch điện trở nó rồi nha mọi người, đó hai lỗ đó. Thì mình làm rất chậm cho cả nhà, cho các bạn xem là mình dễ làm nha, chứ cái này thật ra mình làm có khoảng chừng 2-3 phút là xong ngay rồi cả nhà. Nhưng mà mình là chia sẻ mình phải làm cho nó chậm để các bạn xem mà các bạn hiểu đó. Mình dùng cái nhíp nha cả nhà, mình thọt vào cái lỗ, nhà sản xuất đã làm cho mình hai lỗ hai bên nha, phía bên đây một lỗ, bên kia một lỗ luôn đó. Là mình chọt vào lấy cái nhíp hoặc cái mũi dao hay là cái gì đó dẹp đó, nó làm hai bên cho mình, nhà sản xuất đã làm hai bên cho mình. À, các bạn, nó mình thọt vô mình lách nhẹ lên nha,
các bạn lách phải nương nương nha các bạn, chứ các bạn lách quá nó tét cái đó một cái là nó sẽ chảy dầu đó nha, và nó mất thẩm mỹ. Các bạn lách nhẹ nhẹ lên, vừa lách vừa trận đó lú rồi đó cả nhà. Đó, các bạn thấy không? Rồi mình thọt lên đây, lách lên đó, rồi mình nắm rút ra nha cả nhà, để cái nhíp xuống. Rồi các bạn lách ra đó, cũng rất đơn giản nha cả nhà. Mình để xuống và mình sẽ để cái hộp này qua bên đây đi, để nó đổ một cái nữa hay là gió bay cái mắc công đi kiếm lâu lắc nữa. À, để mình chút chút ba cái này xuống. Quá trời tinh dầu, nó tinh dầu cũ đó cả nhà thấy không? Lúc đầu thơm lắm nha mọi người. Này giờ hết thơm rồi. Khác rồi. Mình dùng nồi lau, dẻ lau. Này là bông rồi đó các bạn lau cho nó hết ẩm cái mùi dầu cũ nha. Đó, mình sẽ rút ra nó trống rỗng như vậy đó cả nhà, nó bên trong đó thấy không? Các bạn thấy không? Nó trong lỏng gì đó. Rất đơn giản nha các bạn. Mình thích những gì tự tay mình làm nên là mình trải nghiệm nha cả nhà. Bởi vì mình thích mình mới chia sẻ đến các bạn. Mình lau khô cái này đi, khô ba cái dầu đi. Các bạn xem thấy hữu ích thì nhớ cho mình xin một like. Bạn nào mới thì cho mình xin đăng ký luôn nha, để tiếp tục theo dõi những clip mới của mình nha các bạn. Và đồng thời chia sẻ video giúp mình luôn, mình cảm ơn rất nhiều ạ. Cho nhiều người khác cùng xem, nhiều bạn khác cùng xem nha. Đó, mình lấy cái miếng gòn này ra nha cả nhà. Nó có miếng gòn gần đít đó, đó. Một miếng đó, tí nữa mình lại đắp vào để quên nó chảy dầu nha anh em. Rồi bên ở dưới đít đó, đây đầy đầy dưới đít đó, các bạn lấy cây vật nhọn, cây nhíp hoặc là cây gấp gái tai á, các bạn khèo qua chân nó ra. Bị trong khi đó mình chọt vô mình sẽ bẻ quẹp qua bên, để ấn hai cái đế chân vào là nó mới bắt được điện trở nha. Mình khửi ra hết hai bên rồi mình nắm nó, mình giật lên nha, nó gời nha cả nhà. Cái bầu đó là nó gời một ở trên thớt, ở dưới một thớt nha các bạn. Cố gắng ở này chắc nó còn dính cái chân hay còn dính cái chân của cái mạng lưới ấy. Rồi đó, ra đó cả nhà, mồi một ống ở trên. Nó cháy đen như vậy làm sao mà còn mùi vị nữa các bạn. Để tạm thời để đó xuống đó đi. Trơn quá, dầu trơn mình lâu chưa khô nên khó bóc. Bóc nó chặt ruột. Bây giờ mình lấy cái nhíp, mình gấp ba cái lưới điện của nó ra đi, cái lưới điện cũ nè. Đó là cái bông còn sót ở trên. Đó, cái lưới điện trở đó, nó cháy như vậy rồi. Đó, các bạn đó, mình nắm mình giật lên mà sao mình nắm mình gỉ ra luôn, gời ra luôn thì mình cũng dễ làm thôi, nhưng mà để mình nắm mình gỉ cái này cho các bạn xem ha. Chứ đúng là mình nắm mình gực ra là ở trên một thớt, ở dưới một thớt nha cả nhà, nó gời nha. Đó, để mình nắm mình gỉ cái điện trở đó lên. À, các bạn thấy không, nó cháy cái mạng lưới rồi đó. Những cái mà cái linh kiện của nó cũng nhỏ mọn lắm nha các bạn. Các bạn làm khéo tay dùm để nó bay mất cái mình không thể xây dựng lại nghe cả nhà, nó thiếu là mình không thể làm được nha. Để mình lấy nét này hơi tối tối đằng cho các bạn. Đó các bạn thấy không, mình gỡ được cái thác trên kia luôn đó. Này mình lau lại cho nó khô nha cả nhà. Rồi mình dùng cây vật nhọn, cây gấp gái tai hay là cây kìm nhọn hay là những cái cây tăm cũng được. Đó, các bạn thấy không, thối hay nó văng ngoài đó, mình thọt vô mình lấy hết ba cái bông cũ bên trong nha. Các bạn thấy rớt như gái tai luôn. Đó, mình dùi, mình khoai, khoan, đó, mình dùi mình ăn, mình xoáy bên mấy lỗ đó. Nó bằng sinox nha cả nhà, không bao giờ gỉ sét nha, cái đầu đó đó. Đó các bạn thấy. Mình cố gắng mình lấy cho sạch hết nha anh em. Rồi anh em theo dõi nha, ủng hộ mình thì mình rất mừng ạ. À, anh em thấy hữu ích thì mình nhờ anh em chia sẻ đến các bạn khác cùng xem nha anh em, để mình tận dụng chia sẻ video giúp mình cảm ơn. Ôi là chàng có nó ra rồi kìa.
mình sẽ tiếp tục mình sẽ ra clip mới như trống hay là anh em thấy không đó, bên trong là thấy xin ốc luôn mà trắng tươi rồi đó, tổng cộng thấy ghê không? Mình sẽ ra cái clip, mình sẽ làm cái lại cái thằng coi của thằng Philin X các bạn, Philin X vừa hút phê bay và sánh X luôn á. Các bạn thấy không, nó trong nó sáng trưng sáng ống rồi đó, à, sạch trơn. Các bạn phải lấy ra hết ba cái bông cũ nha các bạn đó, nó cháy cỡ này nó cái mạng lưới cũ của nó đó cả nhà, nó cháy gì đó nhiều quan bên. Các bạn đón xem nha, video mới của mình thấy cái gì hay mình chia sẻ cho anh em mình đỡ chi phí, một lần một là xài vĩnh cửu luôn, xài mãi mãi luôn nha anh em. Đây mình gấp cái mạng lưới điện trở ra, nó cũng mỏng lắm, bởi vì mình làm phải tỉ mỉ rồi để nó gãy nó rách thì mình không thể sử dụng được. Đó, cái mạng lưới máy đó nha cả nhà, cái này mình tự xây dựng lại nè để mình xài. Các bạn thấy không, nó mạng lưới mới nó như thế đó. Rồi xin phép các bạn mình vuốt lại để mình quên đây đi, để gió nó bay một cái là khỏi sắm sửa luôn đấy. Rồi tiếp tục mình lấy cái miếng bông, bông này bông của nhà sản xuất ra nha cả nhà, chứ không phải là bằng giấy nha, không phải bằng bông gòn của mình đâu nha, bông bông thấm nước rồi đâu nha cả nhà. Đó các bạn thấy không, mình để lên trên. Cái thằng này thì nó khác với lại cái thằng là đi cái đầu của thằng Wopo của thằng Agot nha cả nhà, Agot G, Agot Podkit rồi đó, là nó khác, cho nên là các bạn xem kỹ giùm mình nha, mình cảm ơn nhiều đó. Các bạn cuốn tròn qua, mình tự xây dựng lại các bạn ơi, tận dụng nó xoay tròn qua một lớp vừa chạm thôi, bị mình gói giấy cho dày, đừng có lọt bỏ lớp nào nha các bạn, các bạn lấy nguyên một khoanh giấy luôn, đừng có lọt bỏ nha, chứ không phải như là cái đầu của thằng Wopo Agot nha, mình phải lọt bỏ để không mình ém vào cái cầu nhỏ bên trong này, nó để nguyên thì nó không vừa, mình hớt ngang đây nha các bạn. Còn cái thằng này thì cái đầu nó khác, cho nên mình để nguyên luôn, mình đừng lọt bỏ, nó sẽ mỏng, nó không đủ giáp cái nòng nha. Đó các bạn thấy không, đó, mình làm rất chậm đó, các bạn để xuống các bạn cuốn tròn này phải có tỉ mỉ nha các bạn, các bạn khéo tay là các bạn quấn nó rồi các bạn đúng rồi đó. Nó rất là thao tác rất đơn giản, nhưng mà thậm chí ví dụ anh em không biết là anh em đâu có tự xây dựng được, anh em sẽ dục bỏ mua cái đầu khác nhầm chỗ bán 90.000 nè, mà đa số thấy 80.000 nhiều đó. 80.000 các bạn hút có khoảng tầng hoặc 10 bữa các bạn dục bỏ có ti khét nhạt lấy gì hút. Còn mình đi cái đầu này lại bảo đảm các bạn hút một tháng luôn, 30 ngày mà vẫn còn thơm còn ngon đó. Thì các bạn nhớ là bẻ chỉnh hai cái chân đó nha cả nhà, cho nó đừng có gian rộng quá, đừng có hẹp quá, để mình chọt qua cái miếng đế màu xanh đó là nó khó. Rồi, anh em mình chỉnh lại nha, anh em thọt cái cây vào bên trong, anh em đánh qua đánh lại ngoái cho nó đều, cho nó cái lỗ cho nó đều lại nha anh em. Giờ cho nó chạm vào mấy ba bốn ba cái lỗ thành đó, cho bông nó đều lại đó, anh em thấy không, đẹp như mơ, đều chân rồi đó anh em. Mình làm rất chậm nha, anh em xem cho là anh em biết liền à, chứ không phải mình làm kiểu lia chia hết trơn, anh em không biết. À, anh em nhớ là đưa cái miệng lõm lên trên nha anh em. Đó, anh em đưa cái gảnh nó lên trên nha, chứ anh em quay gảnh ngược xuống dưới là không được nha. Đó, đây nè, đó, anh em thấy không? Đó, anh em dùm kỹ cho mình nè, đó, mình ở chơi mình sọt xuống nó có hai cái lỗ hai bên nha, mình cho luồn hai chân điện trở qua. Luồn cho nó sâu qua bên trong. Đó. Đó, anh em thấy không, anh em nhớ nha, luồn đừng có luồn ngược chiều nha, nó sẽ chảy dầu nha anh em.
Đây. Đó, rồi mình nhét vào trong luôn. Đó anh em thấy không? Cho anh em nhé, anh em đừng có đi ngược chiều lại nha anh em. Ngược chiều lại là nó không có giữ dầu được nha. Đó, mình dùng cái đầu gấp gái tay để mình đè xuống, đè bẹp xuống. Đúng rồi, đè cho nó bằng ngang nhau. Đó anh em thấy không? Nó có hai lỗ hai bên để không cho chập lại nhau nha anh em. Mình thích vọt vạch, mình thấy hay thì mình chia sẻ với anh em. Cái đó thì mình đưa nó vào, nó cũng linh tinh lắm nhưng mà mình thích, mình vui. Này anh em thấy không, đây phàng phàng đó, đây nè, đây đây đây, nó có hai cái lỗ hai bên nha anh em. Đưa lên anh em thấy liền à. Đưa anh em thấy không, nó có hai cái lỗ hai bên. Cái hôm nay thời tiết chuyển mưa cho nên tối quá rồi không có lấy nét được các bạn ơi. Đó thấy không, làm sao chưa cho nó đưa ra hai cái chân mình vừa chỉ hồi nãy đó anh em. Ca này đó anh em, đâm nó có hai cái lỗ đó, anh em, là anh em sọt xuyên thẳng xuống dưới, nó bị dướng cái chân này đó. Chắc hồi nãy mình làm nó bị giấy ấy. Nó bị còn lại cái miếng kẹt, nó miếng vụn nào đó, nó vậy nó chưa có cho luồn xuyên ngọt. Đó anh em thấy không? Thấy hai cái lỗ gỏng không? Đây đó 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 đó, nó mình làm đã thông rồi đó, mình làm thông rồi, không còn vật cản rồi đó. Chỉnh các bạn, anh em cố gắng anh em chỉnh, tại mình vừa làm vừa lấy nét rồi vừa can ngay cái cam á, bởi vì mới lâu sợ nó khuất rồi anh em, khuất cái tầm nhìn anh em không thấy. Chứ làm này mau lắm anh em, anh em thử làm này là anh em biết à. Đó, chở hoài đó, rồi anh em đè xuống cho chặt xuống nha, giữ thăng bằng cho nó chặt, cho nó khít lại với nhau nè anh em thấy không. Đó, hai cái chân của mặt tiền trở nó đã lú lên trên hai cái chân nè anh em. Nên bẻ nó nên hơi bẹt quan nhí. Bẻ cho nó bẹt quan tí nha, chân bên này cũng vậy. Rồi anh em bẻ quan tí. Đó, anh em thấy không? Nó bẻ quan như vậy đó. Rồi xong anh em lấy cái kìa mà cắt móng tay móng chân á nha anh em nhớ cắt hộ giùm mình nha, chứ không phải để bẻ qua gì là để luôn đâu nha. Trời, nó dài thòn lọn, nó chạm tùm lum cái lại 1 tám luôn đó. Đó anh thấy không, bởi vì nó còn dài đó, anh em lấy cái kìa anh em cắt hộ mình nha, cắt hộ mình một nhí thôi, đừng có cắt sâu quá cũng không được, mà cắt còn thừa dài quá cũng không được nha. À, cái chân bên đây cũng vậy, anh em cắt cho mình rồi sâu vô một tí rồi để nó hụt cái đít của nó là cũng không được đó. Anh em can cho mình cắt chừa có khoảng chừng nhí nhị thôi. Đó, đây nè anh em thấy không? Đó, cắt chỉ tí tị gì thôi, thì anh em cắt làm sao mà mình lấy cây nhíp hay là cái vật gì nhọn mình khèo qua bên để cho nó vừa ấy, đó là anh em cắt chứ đừng có để nguyên gì nha anh em. Rồi anh em dùng cây nhíp á, anh em đè, nó có cái máng rãnh á, anh em đè ngược lại cái lỗ gỏng bự nghe anh em. Để một lát nữa cái đế kia mình đưa là úp vô là nó tiếp xúc liền, chứ anh em bẻ bẹt qua hướng khác ra đưa vô nó không có dính cái đế là nó không có dẫn được điện là mình hút không được nha. Thế nó làm sao trời, không chia sẻ làm sao mà ồ ại dạ. Cái miếng 500 này đưa gần cái nhíp gần nó hít kịch kịch. Anh em thấy không? Đó, có gì đâu. Đó, bắt đầu mình lắp vào. Đó. Anh em nhớ là phải đưa cho bẻ cái chân cho nó gần cái lỗ nha anh em. Đó. Khó. Tại mình chùi lũi. Không có bám được. Đó. Anh em thấy không? Một đầu, còn đầu này cũng vậy nữa. Quan trọng là hai cái đế này nha anh em, ra đó hai cái cục nhỏ xíu siêu ti ti bé bé xinh xinh này nè, mà nó anh em cài anh em làm ghét một cái là rồi đó, ở không luôn đó.
cái này nó hơi đầu phụ kiện nó hơi nhỏ quá à. Nên mà nhớ cẩn thận giùm mình nha, mấy cái đó là mua đậu mới ra 80-90k ra, 80-90 nghìn mới được ra à, nè thấy không. Mình thích vọc vạch cho nên mình chia sẻ với anh em, mình thích những cái gì mà chính tay mình xây dựng lại. Đó, cái miếng gòn anh em nhớ là anh em thấy không, nó có cái lỗ rãnh nha anh em, nó có cái rãnh bên đây bên kia là ở sát dưới đế này nha anh em đó, chứ không phải là nằm ở trên, không phải nằm cạnh giữa luôn nha, nó nằm sát cái đế dưới, nó có cái rãnh mà trước khi anh em tháo anh em phải coi nha, coi nó nằm chỗ nào. Vậy là anh em mới đe đưa vào để anh em làm chịch hướng cái nó chảy dầu tùm lum hết trơn, tài le học me ra rồi nó bảo sao là không được. À, anh em nhớ không, đây nè, đó ngay chân chỗ này nè là cái rãnh, là anh em đưa phải ngay cái lỗ châm dầu nha. À, đó anh em nhớ, à, ngay cái rãnh anh em đưa. Còn chứ cái bệ kia cái đen thui nó dậy cui, anh em đưa qua cái nó cái bệ này nè, đó đó cái bệ này nè, đó anh em đưa qua mép bên cái lỗ châm dầu chân mít tiền dạng là nó bích chịch châm dầu không được luôn đó. Anh em có ý cho mình tí nha, anh em phải quay đúng hướng gì đó, chân dầu cái khe rãnh là anh em phải đưa qua bên cái chỗ châm dầu, chứ anh em quay cái bệ đen dày cái qua đây là bích chịch luôn đó. Rồi ok, để xuống. Ok đó nè. Có gì đâu, xài mãi mãi nha anh em. Bây giờ là mình chỉ việc là mua dầu, mình yêu cầu mình có dầu là mình sử dụng thôi, chứ không phải là linh tinh. Bây giờ mình chăm chai dầu, dầu này không phải mình hút phi bay, không phải mình hút dầu ấy đâu nha anh em, mình hút xót nít nha. Tại vì mình hút mình chọn á, mình mua dưa lưới với lại kem khoai môn, mình chọn hai vị lại với nhau, mình mới lấy chai bự mình chọn được, mình châm vào mình test cho anh em ha, để mình châm. Chờ mình tí anh em ơi. Anh em châm tí thôi. Anh em nhớ để lâu lâu giùm mình nha. Bị bông mới anh em để khoảng 5-10 phút đi cho nó chắc ăn. Chứ anh em đưa vô mà chưa thấm anh em hút cái là nó cháy liền nha anh em, nó cháy cái coi liền đó. Anh em để hơi lâu lâu một tí đi. Cái này mình hút xóa nít nha anh em, chứ không phải hút phi bay đâu nha. Tại vì mình chọn hồi nãy mình vừa nãy mình có nói đó, mình chọn hai cái dầu lại đó. Cái dưa lưới với lại cái kem khoai môn đó, mình chọn là mình hút 35 ni đó. Mình chọn hai cái này nha, thơm này thơm kia. Anh em sục, anh em lắc cho nó ngấm đều nha anh em nhớ để hơi lâu lâu tí, càng lâu càng tốt nha, đừng có châm vô hút liền nó cháy nha anh em. Nó sẽ hư cái coi nữa đó. Rồi anh em cứ để cho nó ngấm đi, để mình lau cái tay ra. Chờ mất công anh em chờ lâu nữa. Wow. Tuyệt vời, ok đó anh em. Mình không dám nút cái hơi quá hơi, nó sợ nó cháy. Sợ anh em chờ lâu á, anh em thấy không? Càng lâu càng tốt anh em, ok rồi. Thì để test cho anh em coi nữa ha. Ok luôn. Ok. Tuyệt vời mặt trời. Xài mãi mãi luôn nha anh em. Anh em không phải sợ rồi mất mát tiền, vừa mua dầu vừa mua đầu bót rồi ôi mua coi gì tùm lum hết trơn nữa. Vừa tốn này tốn kia. Đó. Anh em thấy không? Mình sử dụng bót thì mình nặng là cái đầu coi. Anh em thấy mình chỉ sử dụng thành công nhánh 6 này, mình đem về một câu chỉ có mấy ngàn đồng bạc à anh em. Có 5-6 ngàn vậy là mình được một cái đầu mới luôn rồi, chứ không phải 80-90 ngàn đâu. À, bây giờ mình chỉ mua dầu là mình hút, là còn đầu khác đầu cháy tự làm nhà, khỏi phải mất 80-90 nghìn để mua. Mình chỉ ok, mình chỉ
quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Mình chỉ mua dầu thôi. Rồi anh em thấy hay chia sẻ video giúp mình nha, mình cảm ơn nha anh em, để mọi người cùng biết để mình làm nha anh em. Đây, video mình đến đây xin tạm dừng. Xin chúc các bạn luôn vui khỏe nha và thành công nha. Rồi xin chào ạ.